Con chào cô chú, anh chị. Con là Thắng ở Chợ Lách Bến Tre. Ngày hôm nay con sẽ quay chia sẻ cô chú đang đứng ở đây là một cây mít. Mít này có xuất xứ ở Đông Nam Á chúng ta. Đó là cây mít Malai. Malai trái dài. Thì chắc cô chú ta cũng đã xem nhiều. Đây là lá của nó, Malai trái dài ha. Xuất phát từ Malaysia. Cây này thì bên con trồng đã được 19 tháng rồi. Và sau 19 tháng thì đây là cái thành quả đầu tiên, duy nhất, để một trái thôi. Dạ, quay cô chúng ta xem đây nha. Mít này người ta còn gọi là mai lai trái dài hoặc là mít thước. Tại vì sao? Cái trái của nó có thể đạt chiều dài là được một thước. Trái này còn non nha cô chú, nhưng mà gấp quá, quay luôn cô chúng ta xem. Cũng nặng à, trái này giờ chắc cũng gần 20kg có. Rất là nặng nha. Để con đo thử cô chúng ta xem. Nhìn là cái phần nhánh nó xuống. Chỉ để duy nhất một trái nuôi thôi. Tại vì cái cây nó còn quá nhỏ, nó không thể đủ sức mà nuôi nhiều trái. Con sẽ đo cô chúng ta xem nha. Cái gan của con là khoảng 2 tấc 2. 1 2 3. Như vậy là trái này bây giờ nó chưa đạt hết cái độ lớn của nó. Nó khoảng hơn 6 tấc thôi. Cái này cũng gần 20kg rồi. Cô chú xem nè, do cái cây nó còn nhỏ quá, mình để nó muốn tét cái phần nhánh luôn. Phần nhánh ở đây. Cô chú ta xem nè, nó muốn tét luôn. Nó phải chịu xuống dưới đất đó. Cái trái này là nó nằm hẳn xuống dưới đất rồi. Nhìn cái phần cuốn nó cũng bự dữ ha cô chú. Mít này á, nó có đặc điểm là trái dài, nặng, ăn giòn, ngọt, thơm. Cái ruột của nó thì nó màu vàng á cô chú. Đây là một cây ha. Và con sẽ đi quay chia sẻ cô chú tiếp. Còn một cây này cũng có trái nữa, nhưng mà trái nó nhỏ hơn. Dạ, trên đường đi cô chú ta thấy ở đây có những cây mít ruột đỏ, sơ đỏ của Malai nè. Thì cái hàng này bên con là đang chui bầu. Hình thức ở Chợ Lách thì làm hầu như các mặt hàng cây đều làm chui bầu rất là nhiều. Chui lên tới trên luôn. Cái vàng, vàng này làm bằng cây hết cô chú. Rồi mình đi tiếp ra, mình quay cái mít trái dài nữa cho chúng ta xem. Những cây mít sơ đỏ ruột đỏ đây á, thì bên con trồng được khoảng 18-19 tháng luôn rồi. Chui rất là nhiều ha. Một cây như thế này chui có thể đạt lên tới hơn 100 bầu. Và hệ thống bên con làm là tưới tự động luôn. Tưới tự động vậy thì nó khỏe, nó đỡ tốn công của mình. Mít sơ đỏ ruột đỏ. Chui, nói chung mít thì nó chui cũng tương tự những cây kia. Nó khoảng tầm 30 ngày thì cũng khất nước. Như cái này là chưa đủ ngày thì bên con chưa khất nước. Khất nước rồi sau đó 15 ngày nữa sẽ cắt xuống. Rồi để thêm khoảng một tuần lễ sẽ giao về thị trường. Cái mít sơ đỏ hột đỏ nhiều khi con chúng ta nhìn đó, nó khác với hàng siêu sớm của Thái Lan. Nó không dễ biết, nhìn nó cái lá nó dùm dùm lên này cô chú. Nè, nó dùm dùm lên, nó dũm dũm lên. Chứ không phải là nó xè ra. Nó xè ra. Và cái này thì cái lá nó tương đối nó nhỏ ha. Dạ, đây là một trái mít trái dài nữa cô chú. Cái này xuống tới dưới bờ sông luôn rồi. Dạ, bờ sông anh hẹn với em. Dạ, cái cây này thì lớn tuổi hơn cây kia. Cây này thì trồng được 21 tháng rồi. Cũng để duy nhất một trái thôi. Có một trái nữa nè, nhưng mà nó rụng hơn rồi cô chú. Đây. Thì cây nó còn nhỏ tuổi quá, mình để nhiều nó bị mất sức cái cây, nó nuôi không nổi. Trái này thì còn ngắn hơn trái kia nữa. 1 2. Khoảng 2,5 gân à. Tại vì nó chưa đủ sức lớn á cô chú. Lớn nó dài nhiều lắm, nó dài cả mét hơn mà. Còn bên đây một trái nữa. Đi qua bên đây quay cô chú ta xem. Cây này là cũng 21 tháng luôn cô chú. Trái này nhỏ hơn hai trái kia luôn. 1 2. Cái này hơn 2 gân một chút thôi. Đó. Đây là cây mít thước, hay gọi mít Malai trái dài. Vườn thực tế ở Chợ Lách Bến Tre. Quay chia sẻ đến cô chú chúng ta. Thì mình có mua giống, mình muốn đảm bảo thì mình hãy
thực tế những vườn nào mà đã có trái để mình mua cho nó chuẩn giống. Thì những cái bo này thì bên con cũng đang bán ra thị trường, có những trại thì bên con cũng cung cấp cấp cái bo này, người ta mua gì người ta ghép vào người ta bán lại ra thị trường ha. Thì chia sẻ cô chú ta biết thực tế cái cây sau hơn một năm trồng thì nó cho trái. Rồi con cảm ơn cô chú, nếu mình có nhu cầu mua về giống cây trồng liên hệ 4 số điện thoại trên màn hình. Hai số đầu thì bên con có sử dụng Zalo và liên kết với con qua Facebook, YouTube hoặc là Zalo. Số đầu tiên là 0909225633. Con là Thắng ở cây giống Tâm Phúc, Chợ Lách, Bến Tre. Cảm ơn cô chú rất nhiều.